Đó, thấy không các bạn, quá trời dài luôn rồi nha các bạn. Đó, để tôi thả dây ra thêm nha. Đó, nhìn ngầu không các bạn, cá coi đuôi dài 30 mét nha. Tiếp tục làm video về con diều cá coi này nha các bạn. Ở video trước tôi thấy con diều cá coi này bay cũng khá là ok á các bạn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục thả nó nữa, nhưng lần này tôi sẽ thả con diều cá coi này với cái đuôi của con gắn 30 mét của tôi á các bạn. Tôi sẽ lấy cái đuôi con gắn đó cột vô cái đuôi con cá coi này nè các bạn, coi nó bay như thế nào nha. Bây giờ tôi sẽ tiến hành bung con diều cá coi ra trước nha các bạn. Cái lỗ này các bạn, mình phải xỏ ngang qua đây nha các bạn. Rồi, cái cây này là đỡ vô cái đầu quá các bạn. Đó, vậy là xong con cá coi này các bạn. Con cá coi này là từ đầu tới đuôi là tầm cỡ 4 mét đó các bạn, 4 mét hơn á. Bây giờ tôi sẽ tiến hành lấy cái đuôi của con gắn dài 30 mét cột vô cái đuôi con cá nha các bạn. Đây nè các bạn, đuôi của con gắn 30 mét đó các bạn. Bây giờ tôi sẽ cột vô nha các bạn. Thử thả lần này coi nó bay không ha. Rồi, xong rồi nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ tiến hành cột dây vô luôn nha các bạn. Thả thử nó bay được không nha các bạn. Đó, cá coi đuôi dài 30 mét nha các bạn. Đó, nó đang bung cái đuôi ra kìa các bạn. Để tôi thả dây ra thêm đặng cho nó bung hết cái đuôi 30 mét nha. Đó, ở dưới còn nhiều lắm các bạn. Đó, nó đang lên nữa kìa các bạn. Đó, quá trời dài luôn nha các bạn. Cá coi đuôi dài 30 mét nha các bạn. Dễ thả lắm các bạn. Để tôi thả dây ra thêm nha các bạn. Đuôi quá trời dài luôn rồi. Có cái đuôi dài nó bay đầm hơn đó các bạn. Thấy không các bạn, quá trời dài luôn rồi nha các bạn. Để tôi thả dây ra thêm nha. Nhìn ngầu không các bạn, cá coi đuôi dài 30 mét nha. Trời cao luôn rồi kìa các bạn. Để tôi zoom lại cho các bạn xem cho rõ ha.
cái đuôi nó nè các bạn, quá trời dài luôn. Đang thả dây ra thêm nữa các bạn, thử để thử thả dây ra nhiều thật nhiều rồi cho nó bay lên cao rồi nó như thế nào nha các bạn, coi nó có đảo hay là có lắc gì không nha các bạn. Quá trời cao luôn rồi. Cá coi kìa các bạn, bay quá trời đầm luôn á các bạn. Mà hình như tôi cột cái đuôi nó không đều cái gì á các bạn, nó bay nó hơi bị nghiêng một bên á. Đó, nó hình như nó bị nghiêng bên trái á các bạn. Đó, quá trời cao luôn rồi. Mà nó không có đảo không có gì hết các bạn. Tại vì cái đuôi nó dài á các bạn, nó nặng nó gị xuống bởi vì nó không có đảo không có lắc gì hết trơn luôn. Bay quá trời đầm luôn các bạn ơi. Cá coi đuôi dài 30 mét nha các bạn, nhìn xa bây giờ nhìn xa xa tưởng như con rắn nha các bạn, hết giống con cá luôn rồi. À, thấy không các bạn, mình đang cuốn dây vô á các bạn, trời tối nha các bạn. Này trời tối thui nè các bạn. Đó, đang hạ xuống từ từ đó các bạn. Đó, đuôi quá dài dài luôn nha các bạn, hạ xuống gần tới rồi nè các bạn. Đó, cái đuôi nè các bạn. Quá dài dài luôn nha các bạn. Ừ, quá dài dài luôn rồi nè. Cá coi đuôi dài 30 mét của tôi bay có ổn không các bạn? À, theo tôi thì tôi thấy nó bay cũng khá là ok á các bạn. Bay lên trời, bay lên cao nó bay đầm lắm á các bạn. À, tôi cũng kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha.